Để chuẩn bị cho kỳ họp Hội đồng Dân dân thành phố hút cuối năm, chiều nay, Ban Phòng hóa, hóa xã hội Hội đồng Dân dân thành phố hút có buổi làm việc với hết sở giáo dục và đào tạo, Ủy viên chịu khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Dân dân thành phố hút Lương Quyện Bình Triết, Trưởng Ban tuyên giáo Húc Thành ủy, Đoàn Ngọc Khùng Anh, Phó Húc Chủ tịch Hội đồng Dân dân thành phố Húc Nguyễn Thị Anh Thi dự buổi làm việc. Từ đầu năm đến nay, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố triển khai một số chủ trương chính sách thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo, thực hiện các nghị quyết hội đồng nhân dân thành phố. Tuy nhiên, đề án xây dựng nâng cấp mở rộng trường học giai đoạn 2021-2025 gặp nhiều khó khăn do quỹ đất không hạn chế, vướng các khâu giải tỏa đền bù, khả năng cân đối vốn trung hạn, một số đơn vị còn khó khăn trong việc tuyển dụng giáo viên. Tỷ lệ học sinh lớp ở một số trường trung tâm cao việc mua sắm đồ dùng dạy học tối thiểu đối với chương trình giáo dục phổ thông 2018 chưa đảm bảo tiến độ. Tại buổi làm việc, Sở Giáo dục và Đào tạo kiến nghị Hội đồng dân dân thành phố quan tâm hỗ trợ kịp thời cho các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập, quan tâm đầu tư mở rộng cơ sở vật chất ở một số điểm trường mầm non công lập, ưu tiên bố trí đất để phát triển các trường học mới. Các đại biểu Hội đồng dân dân thành phố đã có ý kiến về một số vấn đề giáo dục đang được quan tâm như hiệu quả đề án đăng cấp mở rộng trường học, tiến hướng giáo viên cục bộ phân luồng học sinh sách giáo khoa nhà vệ sinh trường học công tác phòng cháy chữa cháy trong trường học. Phát biểu tại buổi làm việc, phó bí thư thường trực thành ủy, chủ tịch hội đồng nhân chân thành phố lương Quyển Bình Triết ghi nhận những cố gắng nỗ lực của ngành giáo dục và đào tạo thành phố trong thời gian qua, nhất là trong việc tham mưu cho lãnh đạo thành phố những cho sách đặc thù dân văn, đối với những đề án xây dựng nâng cấp mở rộng trường học giai đoạn 2021-2025. Chủ tịch Hội đồng Chân dân thành phố yêu cầu ban phòng hóa xã hội tích cực có các điều xuất với Hội đồng Chân dân thành phố để làm rõ tính cần thiết để ưu tiên đầu tư trong kỳ họp sắp tới. Để tiếp thu ý kiến các đồng chí và hội đồng cũng sẽ yêu cầu ủy ban là rà soát cân đối lại cái nguồn lực đầu tư công trong trung hạn và theo từng năm ban văn hóa phải nói mạnh cái chỗ này chứ không thôi là ưu tiên cho các công trình dẫn trọng điểm động lực cái rồi cái nguồn vốn chuyển qua đây là nó thiếu thì cũng phải lấy các yếu tố phân tích ra rồi đề xuất thêm. Chủ tịch Hội đồng Dân dân thành phố Lưu Nguyễn Bình Triết nhấn mạnh cần có những giải pháp quyết liệt để đảm bảo tỷ lệ 100% học sinh tiểu học học hai buổi trên một ngày, nhất là tại quận Liên Chiểu. Còn Liên Chiểu mới được bảy làm trăm thôi không? Chứ còn hầu hết các quận là cơ bản đủ rồi. Mà cái cái bảy trăm đây là tôi nhớ là cũng hơn 10 năm rồi. Thì nguyên nhân do đâu? Hay là chúng ta cứ đi thực tế chúng ta kiến nghị như thế nhưng mà có bố trí hay không thì mình không quyết liệt mình bảo vệ Câu chuyện học hai buổi một ngày liên chịu nó không phải quá khó Trong cái nguồn lực của thành phố Mà chúng ta xử lý cái việc này tôi đề nghị là Cũng phải có cái kiến nghị để xử lý dứt điểm Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố cũng yêu cầu ngành giáo dục thành phố hút có những tham mưu giải pháp để giải quyết tình trạng thừa thi hút trường lớp cục bộ, vấn đề vệ sinh trường học, phòng cháy chữa cháy trường học, chủ động trong việc mua sắm cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học. Đối với một số kiến nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố, bằng văn hóa và xã hội, sẽ trình Hội đồng Chân dân thành phố xem xét giải quyết ở kỳ họp sắp tới.